Âm thanh bãi Tiến Vương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em. Hôm nay mình lên sóng một ít loa bán cho mấy anh em đây. Trước tiên thì mình đi đến cặp loa BNC40 ha, BNC40. Loa này giống nhau hết mấy anh em nha. Loa này giống nhau hết. Loa này từ 190 khuôn 76 mấy anh em. Đây, từ 190 không? Keo màu hồng đây. Loa còn zin đẹp hết ha. Đây mình có một cặp nè. Từ 190 khuôn 76 nha. Loa 40. Đây. Gân cẩm dầu luôn mấy anh em. Gân cẩm dầu zin của nó nha. Gân này về mình không có làm ha. Gân cẩm dầu nè ha. Lo màng láng nè. Tiếng cực kỳ mềm nè mấy anh em ha. Mấy anh em nghe tiếng phịch phịch ha. Cái lo bãi thì mấy anh em gờ đi. Cái màng của nó rất là mềm ha. Nó không thô cứng như lo mới nha mấy anh em. Từ đen bung nè. Từ đen bung nè mấy anh em thấy không. Từ đen bung kem hồng nè. Cặp này giống nhau hết mấy anh em. Giống nhau hết luôn. Gân của cẩm dầu nè mấy anh em ha. Cái lo này tiếng cực kỳ hay ha. Nó mềm mà nó hay mấy anh em. Lo 40 mình là lo bãi này mình nên mấy anh em giấy bằng sợi tinh nè ha. Anh em nhìn nè, đó cực kỳ nè mấy anh em nha. Cho nên cặp này đầu lai nè, cặp này đầu lai mình bán cho mấy anh em 2.300.000. Nói chung lo 40 mà từ 190 côn 76 mà bán 2.3 mà lo còn mới tinh sợi tinh là quá rẻ mấy anh em nha. Ha, quá rẻ ha. Bán đầu lai bán chơi cho mấy anh em xem lai chơi chốt đầu lai ha. 2.300.000 gáp lo kéo lo gì cũng hay hết, lo cực kỳ đẹp ha. Đây 2.300.000 giống nhau hết mấy anh em. Tới đây mình có một cặp súp 50EV Mỹ nội mấy anh em, khuôn 76 khuôn 100 lẻ mấy lực. Cái này khuôn rất lớn mấy anh em, lo này khoảng 800W mấy anh em. Lo này cao sâu à, EV thằng này là dòng ngoài trời khủng á mấy anh em, dòng lo khủng á, do là dòng lo chi quýnh ngoài trời giống cái lo trong nhà nên nó rất là cao. Cái là sâu nè, sườn đóng đây, sườn số có mã số luôn anh em ha. Nói chung lo EV mà lo Mỹ nồi mà được cặp vậy là quá đẹp rồi, còn rất mới nè, lo Mỹ nè, đây chữ EV nè anh em thấy không, cặp giống nhau nè, đó giống nhau hết nè, màng đó. Lo này cool bự, lo này nói chung cái EV này là cái thật lo này chuyên sự kiện mấy anh em, nên nó rất cao nè, rất sâu ha. Một cặp còn một cặp còn rất đẹp. Nói chung lo Mỹ nồi mà còn gì là còn quá đẹp mấy anh em. Quá đẹp. Khuôn tới 100 lẻ mấy lận. Khuôn lớn nha. Đây nè. Đây mình quay chi tiết mấy anh em coi nè. Ha, OV quá đẹp. Mỹ nồi. Nói chung lo Mỹ nồi thì cỡ này là nó đẹp rồi. Chứ còn Mỹ nồi mà giống như mới thì không có mấy anh em. Thì mấy anh em nào biết chơi lo cũng biết đó. Mỹ nồi thì nó sản xuất lâu rồi ha, chứ không mới đây. Cho nên còn có một cặp nè. Ha. Đó. Quá đẹp. Đây. Một cặp này mình bán 7 triệu nha. 7 triệu một cặp. Ai mua chiếc mình bán chiếc luôn. Xe lẻ bán chiếc ha, lo Mỹ. Ai mua xài súp một chiếc mình bán chiếc luôn. Một chiếc 3.500.000. Cái nào có một cặp, ai mua cặp mình bán cặp. Mấy anh em nè, lo EV quá đẹp. Đây. EV Mỹ. 7 triệu một cặp nha. Tới đây mình có một chiếc RCF. Cái này là hiệu MUF đó mấy anh em, MUF là RCF. Hồi trước mình có một chiếc mấy anh em, một chiếc. Trong đống lô mình mua nhiều quá, mình thấy có một chiếc mình đem ra bán lẻ một chiếc. Cho nên mình hay lội ra một chiếc nữa nè mấy anh em. Hay có một chiếc y gan như chiếc kia luôn. Anh em nào mua chiếc kia là mua chiếc này là thấy một cặp nè. Nói chung cặp lo này thì nó RCF 4.1 thì nó rất đắt ha. Mà hôm mình có một chiếc mình bán cũng rẻ. Mình thấy lẻ mình bán rẻ mấy anh em. Hôm nay lòi ra một chiếc nữa. Bữa hổm mà mình có chiếc này thì mình không bán chiếc kia đâu. Để mình bán cặp. Ha, MOF nè. Màng nè. Ha. Đó, số nè. Made in England nè. Màng của Anh Quốc nè. Ha, anh em nào biết chơi là lo này đúng ngồi, đúng xịn luôn anh em. Từ 7 màu nè. Đó không? Đó, RCF. Cái này em RCF 404 nè. 401. Đây nè. Đây. MOF. Chiếc này thì khỏi chê rồi ha. Có một chiếc nữa, độ nhảy cực kỳ ha. RCF hàng xịn mấy anh em, nó còn rất mới, giờ mình lau nước nó bóng đẹp. Cái lo này mình có một chiếc nữa nè, mình bán cho anh em giá bằng chiếc trước luôn, 3.500.000 ha. Các anh nào bữa không mua chiếc này, mua chiếc này cho nó thẳng cặp mấy em ha. Hoặc anh em nào mua về xài súp lẻ cũng được. Chiếc này thì RCF thì tiếng khỏi phải bàn rồi ha. Nhìn keo là biết đồ xịn đó mấy anh em. Cái nó mình bao RCF xịn đó. Nó là hiệu MF nhưng mà nó là RCF xịn đó mấy anh em. Anh em nào biết chơi lo nhìn là biết liền à ha. Nhìn cọc, nhìn giấy màng là biết liền nè. MF 3.500.000 mấy anh em à. Tới đây mình có một cặp AV
AV30 mấy anh em. Lo này chắc từ một trăm khoảng 190 con khoảng 70 mấy á nha, lo AV. Đây nè. Đây cặp nè. Nha. Cho anh em con lớn nè, nha. Lo còn rất đẹp luôn nè. Đó. Từ cũng lớn nè. Lo AV. Đây. Còn rất mới mấy anh em. Mấy anh em nhìn là biết khung sườn có AV rồi. Nè. AV nè. Từ nó có đóng số nè mấy anh em. Lo này sản xuất năm 2004, đúng rồi đó. Nói chung lo Mỹ nào là từ năm 2004 2005 trở về là nó ngưng sản xuất ở Mỹ nữa rồi nha. Đời sau này còn sản xuất ở Trung Quốc, các hãng xưởng sang Trung Quốc mà làm hết rồi anh em. Chỉ có đời sản xuất năm này nè, anh em thấy không? Mỹ nào từ 2004 2005 trở lại là hết, không còn sản xuất tại Mỹ nồi nữa mấy anh em ha. Những cái đời này là Mỹ nồi, cho nên mấy anh em mua là Mỹ nồi ha. Đây có con cặp nè, rất mới luôn, rất đẹp luôn. Anh mua, anh em mua cặp này ha, mình bán cho 3.700.000 nè, tem nè đó. Nói chung là đời là sản xuất năm này là mới có Mỹ nồi ha, thì cũng 2004 tới giờ nè đó. Chứ còn mà nó sản xuất mà 2017, 2018 mà nó Mỹ nồi thì nó cũng ít mấy anh em, không có ha, cũng có một số ít thôi. Chứ còn mà Mỹ nồi thì chỉ có dòng này, mấy dòng này sản xuất lâu đời mới có tại Mỹ. Thế anh em là biết mua tìm hiểu là mình nói thật, mình không nói gian nói dối gì hết. Rồi tới đây mình có một cặp BNC xương lớn nè, lo này nó cũng có cái cờ Mỹ nằm đây, này Trung Quốc bãi nè, màn sợi dây tinh nè anh em thấy không. Đây một chiếc 30 từ 190.6 ha. Chiếc này thì còn rất đẹp, còn rất mới mấy anh em. Nói chung Nimgo cũng chưa bắt cái thùng sai nè, này mình bao Mỹ nè, mình bao hàng Trung Quốc bãi mấy anh em ha. Trung Quốc bãi mà cầm đến mấy lô này nó còn rất đẹp. Đây có một cặp này nữa nè, nè cặp này có, chiếc này có đóng số OK em nè, cái này màn nhập khẩu ha. Cái này đây mấy anh em thấy không, cái màn nó mềm đó. Đây hai chiếc, một chiếc này á mình bán 1.2 nè, chiếc này mình bán 1.1 nè. Nè ha, anh em nào có thể mua về làm súp điện 30, thay những chiếc súp điện 30 cũng được ha, cũng được hết ha, hoặc là bánh full. Anh em nào mua cặp này cũng về nè, nó lai chút xíu nè ha, mà có 2.3 thì cũng quá rẻ mấy anh em. Chiếc này màn nhập khẩu nha, lỗ mũi nè nha, chiếc này màn của Trung Quốc bãi, nói chung là gần như nhau nha, nói chung là trên nhau chút xíu thôi. Hai chiếc nha mấy anh em nha, mua về làm súp gắn vô những chiếc này, làm là súp 7-30 hay là gắn vô những chiếc súp 30 mình đó em, súp điện 30 ha, tiếng mềm sâu ha, không thô cứng như những cái lo chợ. Mấy lo chợ mình mua họ gắn cái lo súp 30 mà cun có 51 ha, chưa được 63 nữa, cho nên cái súp này tới tầm từ 190 cùng 6 anh em đó. Tới đây mình có một cặp 30, cái thùng cái lo này gã cho cái lo mặt tin bô tơ mấy anh em. Anh em nào biết là cái lo này lo BNC mặt tin bô tơ nè, nè mấy anh em thấy màn của nó không, màn màu nâu vàng nè đó, màn nhập khẩu nè, màn có số nè ha. Đây nè mấy anh em thấy chưa, màn cực kỳ đẹp nè mấy anh em, là lo thấy không, màn cực kỳ đẹp là màn của nó nè không, màn này màn này màn nhập khẩu của BNC nè mấy anh em đó. Mấy anh em nhìn nào biết chơi là kim tí sợi thủy tinh luôn nè ha, màn màu nâu này nè, lo rất là xịn sò ha. Lo này từ 190.76 mấy anh em, 190.76, hai lo gần giống như nhau, màn giống nhau hết anh em thấy không, màn giống như nhau hết, màn màu nâu. Nói chung màn này là màn của BNC á, anh em nào biết chơi lo là nhìn biết liền ha. Lỗ mũi cũng vậy ha, lỗ mũi rất đẹp, keo dưỡng gân đồ này đầy đủ hết ha. Lo này thì khỏi chê, lo này thì nói chung anh em nhìn chi tiết thì khỏi chê ha, màn bọng đồ rất đẹp hết nè. Lo này thì rất hay mấy anh em, lo này thì mấy anh em khỏi chê về tiếng của nó, nói chung là cái lo này là nó xài cái màn này thì cực kỳ hay rồi ha. Đây mấy anh em nhìn là giống nhau hết, màn sợi tinh nè ha. Cặp lo này mình bán cho 2.600.000, bán rẻ cho mấy anh em luôn, bán rẻ cho mấy anh em chơi cho vui nha. Tới đây mình có một cặp súp 50 BNC 6 lỗ nè, anh em nào biết thì BNC 6 lỗ là khỏi phải bàn nè, 1, 2, 8 lỗ
nè, mấy cái đít đế từ 8 lỗ nè. Lo rất là cao mấy anh em, rất là dày nha. Đế sắt rất dày, từ rất là dày. Từ rất là dày mà, mấy anh em thấy không? Từ nó rất là dày luôn. Nè, lo đúng chất bãi luôn mấy anh em. Này màng đó nè, ha. Mấy cái lo bãi này mấy anh em nhìn màng nó màu mịn mà nó mềm ha. Lo này full 100 từ 220. Mấy anh em thấy nhện không? Mấy này là nhịp, nó xài nhện rất đẹp. Mấy này nó xài nhện đôi có keo nè, mấy anh em thấy không? Đó, nhện đôi nó xài nhện đôi, nó có cái keo lóng ánh lóng ánh nè. Mấy nhìn em nhìn biết nè. Cái keo này là cái keo nhện của BNC luôn đó. Ừ. Màng nè. Ha. Cặp này rất đẹp. Cái này là xài nhện đôi mấy anh em. Lo này xài nhện đôi, nhện kép á, mà nó cao như là xài nhện kép nha mấy anh em. Nên tiếng nó gật. Lo này là khoảng 700-800W một cái mấy anh em. Lo này quýnh tiếng rất là khủng nha. Quýnh tiếng rất là khủng. BNC này là lo này mình bán nhiều rồi anh em. Có chơi qua này, có chơi dòng này rồi ha. Xài nhện đôi nè. Anh em nào nhìn biết nhện đôi. Cái này xài hai nhện á, tiếng của nó cực kỳ. Anh em nè. Đây. Quá đẹp. Nè, ha. Nhện kép. Độ nhạy mềm mà nhện kép ha. Cặp lo này mình bán cho mấy anh em nè, 4.500.000 nè. Cho mấy anh em chốt lẹ nè ha. BNC. Đít 8 lỗ này thì anh em nào biết chơi là lo này mới hay. Mấy anh em nào biết mới biết. Biết là cặp này khỏi cái bàn ha. Cái đây mình có một cặp lo 40 của Nestle nè ha. Mấy anh em thấy mà. Đó, keo nhện cổ khuôn nữa ha. Đó. Rất đẹp, cái keo nó vàng vàng ha. Đây cái gì? Đó. Đây. Tư nè, đó. Mã tem, mã dạch, keo màu vàng ha, nhện đồ lo còn có từ 190 của 16 mấy anh em. Màng nó rất đẹp luôn. Nè. Cái màng nó ba lớp nè. Ha. Lon này tiếng sáng mà bass nó cũng rất là hay. Đó. Giống nhau hệt mấy anh em. Giống nhau màng nè. Thấy không? Màng nhện gân giống nhau hết. Ha, kể cả mũi. Ha. Giống nhau cả 99%. Ha, cặp này nói chung là gần rất đẹp. Cái lon nó sồn này. Thì mấy dòng này thì mấy anh em nè, keo gâu nữa nè. Ha. Lo zin đẹp hết mấy anh em. Lo cũng còn rất mới, hình như nó cũng chiếc này cũng chưa bắt cái thùng xài nè. Ha. Lo này còn rất mới, nhìn cái keo từ là nó chắc chắn này. Từ nhện cho đến màng ha. Nhìn lo là lo bãi là mấy anh em nhìn không có chê được chỗ nào hết. Đây. Đó. Gần giống như nhau. Rồi, cặp này mình bán cho 2.800.000 luôn. Nhưng mấy anh em bữa nay bán xả đầu năm cho mấy anh em bán cho vui ha. Bên em năm thêm bãi Tiến Phương có một số lo đó. Bán cho mấy anh em là chốt liên hệ với mình. Mình xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt mấy anh em. Xin hẹn lại video tiếp theo.